là cái portfolio của mình, nó cũng có thể gọi là showreel. Thì cái này mình tổng hợp những cái project mình đã làm từ năm 2017 đến giờ. Thì nó có rất là nhiều thứ. Thì ok, thì các bạn mới bắt đầu, cái này là cái clip dành cho các bạn newbie nha, nó mới bắt đầu nha. Thì các bạn mới bắt đầu thì cái điều mà mình nói ra từ kinh nghiệm của mình thôi, cái điều đầu tiên nhất của dựng phim hay quay phim, dựng clip hay quay clip, thì đó là việc các bạn sắp xếp hình ảnh hay nội dung nó như thế nào. Thì các bạn phải định hình trước trong đầu, chứ đừng đừng có bao giờ có cái tư tưởng gọi là thôi cứ quay đi về dựng sau. Nó rất là mệt. Nếu mà các bạn nghĩ là thôi cứ quay đi về dựng sau, thì nói chung là dành cho mấy ông thiên biến vạn hóa thôi. Mấy ông có thể là cũng là một cái đống sột đó, nhưng mấy ông có thể dựng ra hai ba version. Thì giống như trước tôi có làm một cái clip như vậy, một cái là follow theo lyric của cái bài hát, và một cái là mình làm một cái nhạc nền khác luôn, mình làm mới cái nội dung cho nó và làm mới cái đường hình cho nó. Thì các bạn có thể xem trên channel của Dust, youtube.com xoẹt cát bựa. Cái đó là hồi đó làm cho vui thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái project mà mình đã dựng. Ồ, thiếu gì à? Cái này là thiếu cái giống gì đây? À không, offline. Ừ, cái đó mình xóa rồi. Thì mình sẽ cho mọi người thấy mình đã dựng cái clip này như thế nào. Thì hôm đó một buổi tình cờ thôi, ngồi ngoài quán cà phê CRS và mới mua máy ngồi test máy, test cái máy trước nha, không phải cái máy này, cái máy trước nó bị lỗi. Mình lấy về mình xài đâu được 3 4 ngày á, thì mình phát hiện ra cái lỗi server tag, là mình không có check được cái ngày xuất xưởng và cái ngày bảo hành, hết hạn bảo hành của nó trên cái server của Dell. Thì mình đem ra mình đổi nguyên con luôn, bóc siêu con mới, mua cái máy được bóc siêu 2 lần. Ôi rồi ôi, thì đây là cái timeline mình đã dựng. Thì theo các bạn có thể thấy được là cái việc đầu tiên của mình là cho logo in out, nó fade fade in fade out. Rồi tiếp theo là cái title fade in fade out. Rồi tiếp theo là một cái đoạn nhỏ, một cái sụt nhỏ ở trong một cái clip, và một đoạn nhỏ để nó đi theo cái tiết tấu nhạc. Các bạn có thể thấy được cái tiết tấu nhạc dưới này. Thì đây là cái waveform của cái bài bài nhạc này. Thì các bạn có thể dựa vào đây và cắt nhạc cho nó hợp lý. Thực sự cái bài nó, thì các bạn thấy mình cắt tùm lum, chứ nó không phải là một bài nhạc hoàn chỉnh nữa. Thì cái đó các bạn chịu khó nghe nhạc, lắng nghe giai điệu, tiết tấu, thử nghe coi đếm ở trong đó có bao nhiêu cái tiết tấu, bao nhiêu cái nhạc cụ, thì các bạn sẽ định hình được là mình sẽ follow theo cái nhịp của cái trống hay cái guitar lead, hay là cái guitar, hay là cái kèn, cái còi, hoặc là trống, nhịp bass, nhịp chép, nhịp bum bum drum. Thì các bạn nghe trong một bài nhạc thì các bạn phải nghe giống như kiểu mà mấy bạn hip hop á, thì mình thấy tụi nó chơi, tụi nó nhảy cái thể loại nhạc nào nó cũng nhảy được, và nó phiêu má một cách, nó phiêu với một cách mà má mình không thể tưởng tượng được là nó có thể là phiêu theo. Vừa đang nhịp bass nó nhảy qua nhịp chép, rồi nhảy qua cái này cái kia cái nọ, má khủng khiếp thiệt. Chứ là cái đợt đó mình đi quay cái recap của 064 Championship, thì cái giải đó là cái giải đó của một người bạn ở Vũng Tàu họ tổ chức. Thì đó là cách nghe nhạc. Khi mà các bạn muốn dựng được một cái clip hay, mình đã tình cờ đọc được đâu đó là một cái clip muốn viral được, truyền tải được đến, muốn viral được và muốn thu hút được người xem, thì cái điều đầu tiên là
hình ảnh, đường hình của nó, và điều thứ hai là âm nhạc. Và những cái phía sau thì từ từ đi, từ từ mình sẽ nghiên cứu sau. Thì đó, thì các bạn học cách nghe nhạc như thế nào, cách mình nghe nhạc ha. Nhạc nổi lên xuống, lên này lắc mẹ đó. Trừ những cái TVC ở trên, nó phát trên TV nha, TVC là Television Commercial, nó phát trên TV, nó mua sóng của đài truyền hình, chứ không phải là những cái TVC mà phát trên YouTube đâu, nó gọi là viral. Khi mà phát trên YouTube, social thì nó gọi là viral chứ nó không phải là TVC. Thì không, cái này mình thấy mọi người dùng từ sai sai nên mình cảm thấy khó chịu thế thôi, chứ cũng chẳng có, nó cũng chẳng có cái gì gọi là ghê gớm, ai muốn gọi kiểu gì gọi. Kiếm đĩa thuốc cái đó. Thì đó, trừ những cái TVC phát sóng trên đài với cái project nó khá lớn, nó cũng vài tỷ hoặc là vài chục tỷ, thì họ thuê luôn nhạc sĩ viết nhạc cho cái đường hình sau khi dựng xong. Còn mình không có tiền làm chuyện đó, kiếm cái bài nhạc. Còn không có tiền nữa thì lên Audio Jungle mua một bài nhạc 5 đồng, 10 đồng gì đó, về lắng nghe tiết tấu của nó. Không, trước khi mua lắng nghe tiết tấu của nó, xem hình dung coi nó có phù hợp với cái mình chuẩn bị làm hay không. Và các bạn phải nghe nhạc như thế nào? Bùm chắc bùm bùm, bùm chắc bùm bùm, bùm chắc bùm chắc bùm chắc. Đó là cách lắng nghe giai điệu một bài hát để mình biết đường, mình biết được cái nhịp của nó và mình đi hình như thế nào cho nó hợp lý. Mình cắt hình như thế nào, mình tempo, time remapping nó như thế nào cho nó hợp lý để người xem họ có cảm xúc ở con mắt và cái lỗ tai. Đó, đó là cái mình muốn các bạn phải nghe nhạc, phải biết cách nghe nhạc nha, chứ không phải là cắm một cái tai phone vô là ngồi giật đùng 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 giật loạn xạ đâu, phải lắng nghe nó nhịp như thế nào. Thì thực sự mấy bạn mà học về thanh nhạc thì các bạn sẽ hiểu được nhịp như thế nào, hoặc là các bạn học về nhạc cụ hoặc là cái gì gì đó nó liên quan đến âm nhạc thì các bạn sẽ hiểu được. Thì cái người dựng phim là cái người thổi hồn, người edit clip là người thổi hồn cho cái clip mà. Thì như mỗi thứ một ít, các bạn phải biết được là ví dụ như các bạn phải cần có cái kiến thức là mỗi thứ một ít các bạn đều phải biết để sử dụng vào trong cái clip của mình. Ví dụ như bây giờ các bạn dựng một cái clip về sửa xe, các bạn đâu biết được thao tác của anh thợ máy sửa xe như thế nào, thì không biết thì làm ơn đi trước một ngày mình đến mình xem cách người ta làm việc và những cái động tác nào là động tác chính. Thì nó giống như quay về một cái behind the scene thôi, behind the scene không phải là quay cho vui. Giống như behind the scene cho một cái đoàn làm phim, ấy quên, đoàn làm phim. Thì các bạn phải biết được là cái công việc của phụ máy nó làm gì, công việc của cam họp nó làm gì, công việc của ông đạo diễn làm gì, công việc của ông đạo diễn hình ảnh làm gì, công việc của ánh sáng làm gì, nói chung là tất tần tật. Thì các bạn sẽ thể hiện những cái nét chính của máy ảnh, những cái đặc trưng đặc tiêu biểu để nói lên cái công việc là thằng này nó đang làm cam op, thằng kia nó đang làm lighting. Đó, đơn giản là vậy. Thì nói chung cái nghề này là cái đéo gì cũng phải biết, khổ lắm. Nó ổn để cho các bạn follow theo cái nhịp, các bạn biết cái nhịp mình đã làm. Thì mình làm tất cả mọi thứ mình làm mình đều show ra chứ, giấu giếm làm gì, bái đồ quỷ này.
Thực sự có người đã hỏi mình cách đây 3 năm, có người đã hỏi mình: "Ê Bụi", hồi đó anh em gọi là Bụi không à, bởi vì tôi cái channel là gọi là Đết đó, thì "Ê Bụi, mày chỉ người ta edit như vậy, quay quay clip như vậy, mày không sợ mày bị thất thu hả?" Nó không hề, không hề. Tại vì như thế nào, quan cái cách nhìn của mỗi người khác, mỗi người là mỗi khác rồi, và cách làm việc của mỗi người là mỗi khác, nó khác nhau hoàn toàn về tư duy, về quan điểm, về cách thể hiện, về cách nói chuyện. Ngay cả giữa hai người với nhau đã có hai cái âm điệu, hai cái ngôn ngữ, hai cái cách nhấc nhá khác nhau rồi, thì làm sao, hà cớ gì mình phải sợ là mất khách? Mình sẵn sàng, ví dụ như cái khách này mình nhắm, mình không làm được, mình sẵn sàng đưa cho, mình giới thiệu cho một người khác. Cũng ví dụ như hôm bữa có bạn inbox mình hỏi anh có thể làm được animation không, thì cái đó nó thuộc về bên After Effects và design, nó không liên quan gì đến mình hết. Thì đó, mình cứ giới thiệu: "À, em liên hệ này này nó làm cho, còn giá cả không biết đâu, tự làm việc đi." Thì đó là cách mình làm việc thôi. Kiến thức là để chia sẻ, và sự sáng tạo đó là của bạn, kiến thức là của chung mà, của chung thì mình nên chia sẻ, còn sự sáng tạo đó là của bạn. Thế thôi, đâu ai ăn cắp được sự sáng tạo của bạn đâu, đúng không? Giống như câu chuyện một thằng ăn trộm nó luôn tìm mọi cách để nó hack những gì bạn đang có. Không tin tối ngủ đừng khóa cửa. Thì thôi, còn cái vế sau á thì thôi mình bỏ qua, nhưng mà thôi nói luôn đi. Cái tôi của kẻ sĩ nó cao vời vợi luôn. Cái tôi của những tại vì cái thực sự cái tôi, cái gọi là cái sĩ diện, hoặc là cái nói như thế nào ta, à, cái tôi của cái tài, cái tôi của cái tài, tôi đố ông ăn trộm nào hack được đấy, hack được cái tôi của cái tài đấy. Tại vì sao gọi là kẻ tài, người tài khác, kẻ tài khác, tài có rất là nhiều tài. Nhưng điều mình muốn nói với các bạn ở đây là sự sáng tạo không thể nào bị đánh cắp được. Ví dụ như bạn làm ra cái version 1 bị đánh cắp, bạn có thể làm được cái version 2, không không điều gì thực sự đó là bị một lý sự cố nào đó, thì thực sự không phải là mình làm xong mình cho nhưng mà bị một vô tình, một cái sự cố nào đó ăn cắp. Ví dụ như các bạn làm xong một cái viral, một cái clip sản phẩm, các bạn up lên YouTube thì lên đó là công cộng rồi, nó thích thì nó up, nó re-up thôi, làm gì nó. Nhưng mà re-up đi, đối với những cái viral mà cái nhân diễn viên trong đó, talent trong đó, nó đã ký hợp đồng hình ảnh, nó đã ký hợp đồng bản quyền hình ảnh với cái brand đó rồi, ăn cắp đi rồi, nó sẽ kiện cho tới luôn. Có rồi, luật đó thì có lâu rồi. Nói chung là mình không khuyến khích các bạn ăn cắp, mình khuyến khích các bạn sáng tạo. Bởi vậy mình mới có những cái clip ngồi nói nhảm nhảm như thế này. Biết đâu trong những cái nhảm nhảm đó thì các bạn sẽ có được những cái gì đó hay ho. Ví dụ như bạn tự ví dụ đi, clip xàm xàm của tôi đã hết. Hôm nay tôi chia sẻ về cái gì ta, nói chung là tinh tập mọi thứ về một cái portfolio và một cái cách nghe nhạc, làm sao để dựng được một clip và nối nhạc làm sao. Và nó vừa xuống đoạn này thì cho thì đoạn sau nó lại bắt đầu lên, cũng lặp lại cái đoạn trước thôi đó. Bây giờ các bạn nhớ like nè, subscribe nè, share nè cái channel ông quên ông Hùng Cute vậy ha.
Còn sau khi tôi up cái clip này lên rồi thì ai muốn re-up đó chuyện của họ. Còn mỗi ngày tôi sẽ ra mỗi, ví dụ như lâu lâu tôi hứng lên tôi sẽ ra, lâu lâu tôi hứng lên tôi sẽ up, thì làm sao mà họ có thể lường trước được là hôm nào tôi sẽ up, giống như kiểu nửa đêm khùng khùng, nửa đêm rảnh rảnh đứng dậy ngồi dậy nói xong up luôn. Tôi không có tính là mỗi ngày một tập, 2 ngày một tập, 3 ngày một tập, làm như vậy còn lâu mới kiếm được tiền của YouTube. Ok, nhớ like, subscribe và share. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã chịu khó, ấy quên, chịu đựng lắng nghe.